cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và chuyển đổi số là một chủ đề rất được yêu thích trên Vietnam Innovators bởi nó là mũi nhọn để cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức, đặc biệt với tác động của Covid. Và trong season 1 thì chúng ta đã được các doanh nhân và các chuyên gia về công nghệ kể những câu chuyện về chuyển đổi số nói chung. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện, một case study thành công về chuyển đổi số của một trong những ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam. Đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Ruby xin phép gọi tắt là MB. Và để kể câu chuyện này thì Ruby có một khách mời rất đặc biệt. Đó là anh Vũ Thành Trung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối ngân hàng số. Xin chào anh Trung ạ. Và anh có thể giới thiệu một chút thêm về bản thân mình, cũng như điều gì khiến cho anh gắn bó với ngành tài chính ngân hàng trong suốt cả sự nghiệp của mình và đặc biệt là hơn 10 năm gắn bó tại MB ạ. Hiện tại mình đang là thành viên ban điều hành phụ trách khối ngân hàng số của MB. Thế thì cũng gia nhập MB Group từ năm 2010. Trước đó cũng sẽ làm một số cái job về tài chính. Thế thì khi gia nhập MB thì làm việc tại công ty quản lý quỹ của ngân hàng, Fund Management Company đó. Thế thì sau đó thì cũng một thời gian làm về quản lý đầu tư thì có quay về làm ngân hàng làm đầu tư. Và đến năm 2017 thì bắt đầu chính thức đảm nhiệm vị trí về mảng ngân hàng số của MB đến tận bây giờ. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Và Ruby được biết là MB được thành lập từ năm 1994, tức là một ngân hàng cũng đã có một lịch sử khá lâu đời, là 27 năm tại Việt Nam. Thế còn ngân hàng số của MB thì sao ạ? Nó được ra đời từ khi nào và trong bối cảnh nào và nó có sự khác biệt gì so với ngân hàng MB bình thường? Thực ra một ngân hàng mà thành lập năm 1994 thì có thể là cũng phải không phải là ngân hàng lâu đời so với các ngân hàng quốc doanh lớn như bây giờ. Cũng là một ngân hàng trẻ, hơn 20 mấy tuổi đời. Còn về mảng ngân hàng số của MB thì được thành lập chính thức vào năm 2017. Đó là giai đoạn mà MB xác định rằng sau một thời gian thực hiện cái chiến lược phát triển một cách chắc chắn, ổn định thì ngân hàng sẽ bước vào một cái giai đoạn mà chúng tôi ngay thời điểm đó chúng tôi giai đoạn bình thường mới là cần và có sự đột phá và cũng đủ điều kiện để đột phá. Và một trong những cái động lực chủ yếu để tăng trưởng, để cho ngân hàng tăng tốc thì chúng tôi đánh giá đó là phần công nghệ, đặc biệt là các cái dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số. Đó là lý do mà MB năm 2017 là ngân hàng đầu tiên thành lập khối ngân hàng số như là một đơn vị kinh doanh độc lập trong ngân hàng, mà chúng tôi gọi là Beta Bank, tức là sẽ có cái mục tiêu kinh doanh riêng, P&L riêng, vận hành riêng, công nghệ riêng, sản phẩm riêng và gần như là separate hoặc là tách rời ra các cái mảng ngân hàng truyền thống để tạo ra một cái động cơ mới để thúc đẩy cái sự phát triển ngân hàng trong giai đoạn mới. Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ. Thế thì phần tiếp theo Ruby rất là muốn được hỏi anh Trung nhiều hơn về việc chuyển đổi số trong ngành ngân hàng ở Việt Nam nói chung chút xíu, nhưng mà sẽ đi sâu vào câu chuyện của MB Bank nói riêng. Okay. Thì trước khi mà đi vào câu chuyện nói riêng của MB, Ruby chỉ muốn tò mò hỏi anh Trung về về lịch sử, sơ lược lịch sử của ngành ngân hàng tại Việt Nam. Thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng trong lịch sử của ngành ngân hàng và đến nay chúng ta đang ở giai đoạn nào trong lịch sử ạ? Ngành ngân hàng thì có một số giai đoạn khá quan trọng. Ví dụ như năm 2007-2008 chúng ta thấy cái trào lưu một làn sóng cổ phần hóa các ngân hàng, rồi các ngân hàng nông thôn, cổ phần nông thôn chuyển sang ngân hàng lớn. Đó là một giai đoạn rất quan trọng. Sau đó chúng ta thấy cũng giai đoạn khi mà ngành ngân hàng gặp một số biến cố rất lớn về mặt nợ xấu năm 2011-2012. Đấy là những dấu mốc quan trọng. Và sau đó thì rất nhiều các ngân hàng đang bước vào sau cái đoạn 2011-2012 thì dưới sự chỉ đạo của chính phủ, ngân hàng nhà nước thì tất cả ngân hàng đều bước vào một giai đoạn là củng cố các nền tảng quan trọng để đảm bảo cái việc về quản trị rủi ro. Và cho đến nay thì hầu hết các ngân hàng đều đạt những thành quả rất là tốt. Thế thì bước vào giai đoạn 2019-2020 thì sau một thời gian cỡ 6 đến 7 năm củng cố nền tảng và tăng cường năng lực tài chính của các ngân hàng thì ngân hàng bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, đặc biệt là khi đại dịch Covid xuất hiện thì các bạn có thể thấy là hầu hết các ngân hàng, kể cả quốc doanh, ngân hàng cổ phần lớn hay nhỏ đều bắt đầu phải nói về câu chuyện chuyển đổi số và coi đó là một trong những cái mũi nhọn chiến lược của ngành ngân hàng. Đấy, thế thì nếu mà muốn sum up lại hoặc tổng hợp những giai đoạn quan trọng của ngành ngân hàng trong cái gần 2 thập kỷ vừa qua thì có thể có 3 cái dấu mốc như vậy.
Vâng. Và dấu mốc quan trọng gần đây nhất đó là dấu mốc về chuyển đổi số do tác động, đặc biệt là do tác động của Covid. Thế đúng khi rồi. Mà nói tới khái niệm chuyển đổi số thì thực ra đây cũng là một khái niệm mà nhiều người nhắc tới, nhiều lĩnh vực nhắc tới trong thời gian gần đây. Anh Trung định nghĩa thế nào là chuyển đổi số đối với ngành ngân hàng nói chung và với MB nói riêng? Chuyển đổi số thì chắc là một cái định nghĩa rất dễ hiểu đối với mọi người, đó là khách hàng sẽ được self service, được tự thực hiện các dịch vụ ngân hàng trên các cái nền tảng số là mobile, là máy tính, rồi các cái platform trên kênh số, tức là việc khách hàng được tự phục vụ trên kênh số, và ngân hàng tìm cách tích hợp càng ngày càng nhiều các cái sản phẩm dịch vụ của mình lên kênh số để khách hàng tự phục vụ. Nhưng đấy là một cái concept nó ở giai đoạn 1, giai đoạn đầu. Với MB thì chúng tôi coi rằng là việc chuyển đổi số không chỉ đơn giản là tự động hóa các cái dịch vụ, không chỉ đơn giản là để khách hàng tự làm, không có người phục vụ, mà chúng tôi coi chuyển đổi số là một công cụ để cung cấp cái trải nghiệm mới với khách hàng. Có những cái trải nghiệm về ngân hàng mà trước đây khách hàng chưa bao giờ được gặp, thì bây giờ nhờ có công nghệ thì chúng tôi có thể tạo ra những trải nghiệm mới cho khách hàng. Thì đấy là một trong những giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số. Và một số người thì cũng nghĩ rằng là chuyển đổi số sẽ là giảm nhân sự, đúng không ạ, là thay thế con người. Rất nhiều nơi nói rằng chuyển đổi số là để cắt giảm nhân sự. Thì ở MB chúng tôi không tư duy như vậy. Chúng tôi tư duy rằng chuyển đổi số về cơ bản, chúng ta vẫn còn đâu đó rất nhiều các cái điểm chạm với khách hàng là con người. Thì như vậy câu chuyện chuyển đổi số là làm thế nào để chúng tôi gọi reskill hoặc là tái trang bị ra các kỹ năng mới cho nhân viên của MB để có thể làm việc trong một cái không gian số mới và tăng năng suất lao động cho nhân viên. Và đồng thời là chuyển dịch họ sang những cái mảng mà trước đây làm chân tay thì bây giờ đã có máy móc thay thế, thì chuyển dịch họ sang những cái mảng kinh doanh ngân hàng hiệu quả hơn với các cái kiến thức hoặc là kỹ năng và công cụ mới về công nghệ số. Thì đó là ba cái định nghĩa chuyển đổi số quan trọng ở MB. Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ. Và khi mà Ruby nghe anh Trung chia sẻ tới việc là có một số người e dè hoặc là e sợ rằng chuyển đổi số hoặc là tự động hóa này sẽ thay thế rất nhiều, lấy đi rất nhiều công việc của mọi người, đúng không? Thì đúng Ruby rồi. Có thấy là thực ra ngành ngân hàng trên thế giới đã trải qua những giai đoạn chuyển đổi số hoặc là chuyển đổi công nghệ trong cả nhiều thập kỷ vừa qua. Thì có giai đoạn mà khi mà máy ATM, mà máy rút tiền tự động ra đời thì người ta sợ rằng là những người mà làm teller sẽ không còn việc để làm nữa. Mà thực ra thì ngành ngân hàng lại tuyển dụng thêm nhiều người hơn và đào tạo những con người để làm ra những cái dịch vụ mới cho khách hàng của mình. Thế thì đến ngày hôm nay thì Ruby cũng không nghĩ là cái việc mà chuyển đổi số hay tự động hóa hay thậm chí đưa vào những công nghệ cao sẽ là một cái niềm đe dọa đối với những người làm trong ngành ngân hàng. Mà thực tế thì nó sẽ tạo ra cơ hội, đúng không ạ? Nó tạo ra cơ hội để chúng ta có thể làm những việc sáng tạo hơn, có hiệu quả cao hơn. Đúng rồi. Thế thì khi mà anh Trung nói tới việc chuyển đổi số của ngành ngân hàng thì Ruby cũng nghĩ là tất cả các ngân hàng Việt Nam hay là ngân hàng trên giới họ đều đang thúc đẩy về chuyển đổi số, đúng không ạ? Nó không phải là câu chuyện mà có làm hay không nữa, ai cũng muốn làm, ai cũng muốn làm tốt. Thế thì khi mà MB chuyển đổi số thì đâu là sự khác biệt của MB để mà có thể tạo ra một vị thế trong thị trường, một cái chỗ đứng đầu ở trong lòng của khách hàng? Nói với câu chuyện cách làm chuyển đổi số của MB thì chắc chỉ có thể tóm gọn lại hai cái chiến lược rất là quan trọng. Thứ nhất là năm 2017 khi quyết định thành lập khối ngân hàng số và coi việc kinh doanh ngân hàng số là một động cơ quan trọng của tập đoàn, thì chúng tôi xác định một việc là MB sẽ phải là làm chủ công nghệ. Làm chủ công nghệ đây là các công nghệ lõi về ngân hàng số sẽ phải do lực lượng kỹ sư, lập trình viên của MB làm chủ. Chúng tôi sẽ không thuê các đối tác thứ ba nào vào phát triển các công nghệ lõi về mặt ngân hàng. Thế cái này nó tạo ra một cái việc rất quan trọng là khi chúng tôi cần thay đổi trải nghiệm, cần nâng cấp, cần sửa, cần vá lỗi thì việc triển khai sẽ với tốc độ rất cao, và chúng tôi đang tự tin rằng việc làm chủ công nghệ đang giúp MB là ngân hàng đang có tốc độ ra sản phẩm, tinh chỉnh sản phẩm, nâng cấp sản phẩm là nhanh nhất thị trường bây giờ. Ví dụ ngay hôm nay khi iPhone ra một cái version mới là ngày mai nhận diện khuôn mặt của MB có thể đáp ứng được ngay cái trên cái nền tảng của cái thiết bị iPhone mới đó, hoặc là khi chúng tôi cần thay đổi một cái sản phẩm, một trải nghiệm nào đó thì gần như lực lượng lập trình viên của MB có thể vào thay đổi trực tiếp. Thì thay vì phải dùng đối tác công nghệ lớn trên thế giới, đối tác thứ ba, thì cái việc quan trọng nhất là MB sở hữu lực lượng lập trình viên, lực lượng kỹ sư ở trên tất cả các mạng, từ an ninh mạng, từ lập trình, từ trải nghiệm UX UI rất nhiều. Và điều này đã tạo ra một cái việc là đến từ 2017 đến nay thì từ được khoảng hơn 100 ngân hàng, trước đây có cỡ khoảng 200 cán bộ làm trong lĩnh vực công nghệ,
thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã có lực lượng làm trong mảng ngân hàng số và công nghệ thông tin đạt khoảng 1.200 người. Và về quy mô là sẽ có thể so lực lượng kỹ sư so với được với các cái công ty công nghệ cỡ cấp trung tại thị trường trong nước, và hầu hết các công nghệ lõi là do MB làm chủ chứ không phải thuê đối tác thứ ba. Một cái chiến lược thứ hai rất quan trọng trong việc cái hành trình chuyển đổi số của MB đó là chúng tôi chưa bao giờ coi chuyển đổi số là một dự án lớn cả. Bình thường mọi người khi coi chuyển đổi số thường vẽ ra một dự án rất lớn, thuê những tư vấn rất lớn, ký hợp đồng những công ty công nghệ rất lớn, xây một budget rất lớn và sau đó bấm nút và đợi ngày chuyển đổi số thành công. Nhưng MB chúng tôi tư duy rằng là chuyển đổi số nó là một hành trình không bao giờ dừng và nó sẽ là hàng trăm các dự án nhỏ liên tiếp và sẽ rất nhiều dự án sẽ bị fail ở giữa đường. Nhưng quan trọng là chúng tôi sẽ liên tục chỉnh sửa, nâng cấp và làm. Thế thì ở MB thì cái tư duy không coi chuyển đổi số là một dự án lớn nó rất quan trọng trong mọi hành vi hoặc là mọi cái chiến lược hoặc là đường hướng kinh doanh. Tức là tất cả các bộ phận thì đều sẽ lên được các cái dự án nhỏ, chỉnh sửa từng cái trải nghiệm nhỏ khách hàng, từng cái chu trình kinh doanh một, và cứ như vậy sẽ chúng tôi gọi nôm na là câu hỏi đặt ra là làm thế nào là ăn hết một con voi thì chỉ cắn từng miếng nhỏ thôi chứ không bao giờ là xào nấu một lúc cả. Đó, thế là đấy, cái phương châm chuyển đổi số của MB là như vậy. Wow, tức là MB xây dựng công nghệ lõi riêng và đối xử với chuyển đổi số nó một cái hành trình tiến hóa mãi mãi không bao giờ dừng lại, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì các bạn có thể thấy là ở MB thì không bao giờ chúng tôi đưa ra dự án khổng lồ cả. Từng chút, từng dự án nhỏ một làm đến đâu gọn đến đó. Vậy thì đâu là thử thách và cơ hội khi mà MB lựa chọn cái chiến lược như vậy ạ? Xây dựng công nghệ lõi thì Ruby đoán mò, không biết là anh Trung có thể sửa Ruby nếu mà Ruby nói sai. Thì xây dựng công nghệ lõi thì đó là một chiến lược rất là tốt, rất là quan trọng. Tuy nhiên là để mà xây dựng công nghệ lõi thì cái khoản đầu tư vào đội ngũ nhân tài về công nghệ cũng rất là lớn, giống như anh Trung vừa có trao đổi là từ một đội ngũ vài trăm người bây giờ MB đã có đội ngũ công nghệ hơn 1.000 người rồi. Thì cái khoản đầu tư vào đó rất là lớn và Ruby cũng đoán là thời gian để mình có thể ra được công nghệ lõi trong thời gian đầu, đúng không ạ? Nó cũng sẽ cần một khoảng thời gian dài. Và anh Trung cũng nhắc tới là mình cũng sẽ có những cái thất bại nhất định và mình chấp nhận thất bại đó. Thế thì đâu là những thử thách trong hành trình này của MB và anh Trung có thể kể một thất bại nào đó mà mọi người đã gặp phải và đấy là một thất bại mà hay mà cả đội ngũ đều học hỏi được một điều gì đó từ trải nghiệm đó được không ạ? Cái việc làm chủ công nghệ thì nó là một cái quyết định rất là, tôi phải nói là cực kỳ can đảm của hội đồng quản trị cũng như ban điều hành của MB. Tại vì khi quyết định làm chủ công nghệ thì mình sẽ phải tuyển rất nhiều nhân sự, đúng không ạ? Đấy, thì bình thường khi làm nói đến công nghệ thì các doanh nghiệp sẽ rất e dè, thôi gọi ông Tây kia vào, gọi ông tư vấn lớn này vào thì có những ông đấy thì sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng người MB thì khi lực lượng, khi các cái hội đồng quản trị, ban điều hành đặt niềm tin vào các cái kỹ sư người Việt Nam tuyển ở bên ngoài vào, và lực lượng đặc biệt là lực lượng công nghệ thông tin chẳng hạn, thì trước tiên đòi hỏi một cái can đảm rất lớn từ các anh lãnh đạo. Tại vì có thể sẽ fail rất nặng, tại vì những cái đối tác lớn kia họ đến họ nói chúng tôi có cái này rồi, có cái kia rồi, cứ dùng đi. Thế nhưng khi hội đồng quản trị, ban điều hành đặt niềm tin vào anh em kỹ sư của MB thì cái bước đầu tiên là người lãnh đạo phải rất can đảm. Đấy. Thế thì trong quá trình triển khai thì việc đầu tiên, ví dụ bạn thấy MB bây giờ đang có cái app dành cho hàng cá nhân, có hai nền tảng, app cho hàng cá nhân và Bits cho doanh nghiệp, thì tôi nói với cái app này. Cái app thì ban đầu chúng tôi dùng của một hai đối tác lớn trên thế giới của Mỹ. Thì khi quyết định dừng làm lại toàn bộ, tức là 100% do người MB viết lại, lập trình lại cái app đó. Thế thì câu rất nhiều thắc mắc, thậm chí kể cả trong nội bộ là liệu có thành công hay không. Ông kia là nước ngoài, ông đã từng bán rất nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, tại sao MB đi viết một cái app riêng bởi lực lượng của MB? Thế thì chúng tôi rất có niềm tin rằng nếu không làm chủ được thì sau này chúng ta muốn thay đổi hoặc là muốn nâng cấp, và quan trọng là đảm bảo tốc độ cạnh tranh ấy, thì sẽ không thể làm được. Và do đó là MB kiên trì đi theo con đường là làm chủ công nghệ, và đến bây giờ bạn có thể thấy những cái app do lực lượng kỹ sư của MB viết, cái app MB Bank cho khách hàng cá nhân ấy, đến tháng 6 năm ngoái có thời điểm đứng top 1 trong App Store tại thị trường Việt Nam, ta vượt qua cả những app lớn như Facebook rồi Google như vậy. Và đến trong vòng 1 năm vừa rồi thì cái app đó vẫn luôn đứng top 1 trong tất cả các app về ngân hàng tài chính tại thị trường Việt Nam, và luôn luôn ở trong quanh quanh top 10 tất cả các app, kể cả là Facebook hay là Google.
Thì để làm được như vậy thì đơn giản thôi, là vì chúng tôi thay thì chúng tôi sẽ phải liên tục tinh chỉnh các trải nghiệm, nâng cấp rồi cung cấp các dịch vụ mới cho khách hàng đó. Thế thì quá trình đó nó sẽ cũng gặp rất nhiều thách thức, ví dụ như là có những vị trí ngày xưa ngân hàng chưa bao giờ tưởng tượng ra là phải có tuyển những cái vị trí như vậy. Ví dụ là designer làm ngân hàng thì bọn tôi được dạy là xem báo cáo tài chính rồi phân tích thuế má, nhưng mà chưa bao giờ lại đến lúc là ngân hàng là phải tuyển những người làm thiết kế UX UI, làm trải nghiệm khách hàng CX, tuyển chief designer về. Thế tuyển những người đó ở đâu? Rồi thì thậm chí có những lúc mà cái cần cái tăng tốc độ lên về về phát triển sản phẩm ạ, thì cũng không thể tuyển được các cái lực lượng kỹ sư ở bên ngoài vào kịp, tại vì nhu cầu về nhân sự nó quá lớn. Đấy thì thế thì đấy là một trọng thách thức rất lớn. Rồi thì cái nền tảng core của ngân hàng, thực ra cái ngành ngân hàng nó cả mấy trăm năm nay rồi, thì các cái nền tảng core chúng tôi gọi là core banking thì nó cũng được thiết kế theo cái logic làm ngân hàng cách đây cả trăm năm, mặc dù là cũng số hóa rất nhiều rồi, công nghệ các công ty bán, thế nhưng mà nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu về mặt trải nghiệm của khách hàng ngày nay. Ví dụ bạn thấy tại thị trường Trung Quốc, một cái ví dụ như khi mà Alipay họ có cái ngày mua sắm độc thân ấy, thì bình thường các ngân hàng để mà giao dịch khoảng tầm 500 TPS, bọn tôi giao dịch một giây là nó khủng khiếp, là đầu tư nhiều tiền rồi. Nhưng khi mà cái thị trường mua bán online nó bùng nổ và các ngày khuyến mại lớn ấy, thì nhu cầu cần phải xử lý giao dịch lên cỡ khoảng 12.000 giao dịch một giây là bình thường. Thì các ngân hàng chưa tưởng tượng là có ngày chúng tôi phải xử lý 12.000 giao dịch một giây cả. Bình thường thì thôi khách hàng không chuyển tiền được phút này, đợi thêm vài phút không sao cả. Nhưng bây giờ không, tại vì là mình phục vụ mua sắm online nó khác, khách hàng cần thanh toán ngay, cần trả hàng ngay. Thế thì áp lực rất lớn về cái hệ thống core banking của MB, và chúng tôi cũng rất là may là lượng kỹ sư của MB rất là xuất sắc trong việc tinh chỉnh. Đấy thì còn bài học thất bại thì nhiều lắm, tại vì có lẽ đi từ 2017 đến giờ thì chúng tôi toàn thấy thất bại thôi, chưa thấy thành công bao giờ cả. Tại nguyên lý ngân hàng luôn tự tin, luôn cho rằng là cho ban lãnh đạo ngân hàng cho phép anh em làm là hàng trăm dự án thì chỉ cần một hai dự án thành công thôi. Thế thì thay vì nói với tất cả, chúng tôi làm nhiều thứ lắm, làm rất nhiều sản phẩm dịch vụ mới rồi làm đủ thứ, thế thì nó chỉ thành công cho đến khi mà xuất hiện một số cái sản phẩm nhỏ mà đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như năm 2020 khi MB tung ra chương trình tài khoản số đẹp chẳng hạn, thì có lẽ chưa giờ trên thị trường lại có một khái niệm rằng một ngân hàng cho phép khách hàng chọn tài khoản số đẹp mà miễn phí. Tại bình thường trước đây khách VIP mua mấy chục triệu thì MB đưa ra một khái niệm mà tài khoản số đẹp thì ngay những cái người như các bạn sinh viên thu nhập thấp, chưa có thu nhập vẫn có thể sở hữu tài khoản số đẹp theo ý thích và làm 100% online chẳng hạn. Thì đó là một cái chương trình lõi. Sau đó thì tiếp tục MB ra cái tài khoản trúng số điện thoại chẳng hạn, thì mọi người không phải nhớ nữa. Đó, thế thì chỉ với hai chương trình đó chúng tôi đã kéo, ví dụ bạn có thể đến trước năm ngoái thì khoảng 25 năm MB có khoảng 3 triệu khách hàng sử dụng app, đúng không ạ? Thì từ năm ngoái đến nay chúng tôi nâng con số này lên 10 triệu, tức là cái số lượng khách hàng mới on board của MB đã còn cao hơn cả 25 năm trước đây. Thế tuy nhiên thì cũng phải khẳng định là làm chuyển đổi số của ngành ngân hàng thì chắc chắn tỷ lệ thất bại sẽ gấp hàng trăm lần tỷ lệ thành công. Tuy nhiên thì Ruby thấy rất là may mắn là đội ngũ lãnh đạo của MB có tầm nhìn chiến lược và rất là nhìn xa trông rộng và chịu khó đầu tư đối với lĩnh vực này, đúng Đúng rồi. không ạ? Thì cái phần câu hỏi tiếp theo mà Ruby muốn hỏi anh Trung là ngoài cái câu chuyện thành công tài khoản số đẹp đó thì đâu là một tới hai sản phẩm nữa mà anh Trung cảm thấy vô cùng tự hào trong cái hành trình phát triển và chuyển đổi số của MB? Thực ra thì có rất nhiều sản phẩm mà mình tự hào, tại vì các bạn của team sản phẩm của MB các bạn làm rất là tốt. Nếu mà nêu ra gần đây nhất có thể nhớ được là, ví dụ nếu như Ruby để ý là gần đây MB cùng một số ngân hàng lớn và cùng Napas đưa ra cái chuẩn thanh toán Việt QR mới chẳng hạn. Tức là cho phép mọi người chuyển tiền cho nhau thông qua QR code chứ không phải đọc số tài khoản nữa. Đấy thì cái đấy thì mình tin là trong vòng 2 năm tới nó sẽ thay đổi lại toàn bộ cục diện về cái việc thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Tức là mọi người thấy bên Trung Quốc là mua một điếu thuốc, một cốc trà đá thì đều dùng QR, đúng không ạ? Thì khi MB cùng với Napas và một số ngân hàng cùng nhau tạo ra cái chuẩn thanh toán Việt QR mới này thì nó sẽ giúp cho các ngân hàng chuyển tiền nhau cực kỳ nhanh thông qua QR code, một chuẩn riêng của Việt Nam chúng ta. Và chuẩn này hoàn toàn để kết nối với cả các cái quốc gia khác trên thế giới. Như vậy, bạn cầm cái app Amibank bạn sang Trung Quốc vẫn thể chi tiêu bình thường, và hiện tại đã có thể chi tiêu được. Nếu đang Covid thì không đi được thôi. Thế thì cái này tôi nghĩ rằng nó sẽ 2 năm tới nó sẽ thay đổi toàn diện, tại vì
cái này sẽ giảm chi phí rất lớn cho những người bán hàng. Tại vì cái việc chuyển đi chuyển tiền như vậy thì hiện tại các ngân hàng hầu như là đang thu phí rất là thấp, thậm chí miễn phí. Thế như vậy sẽ tạo điều kiện ra một cái kênh thanh toán rất lớn với chi phí cực thấp cho người bán. Thì chúng tôi đang nghĩ rằng đấy là một sản phẩm khá quan trọng và có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thế thì đấy là sản phẩm mà tôi khá là tự hào. Một sản phẩm nhỏ khác nó không có mang tính chất lớn về mặt kinh tế xã hội nhưng cũng khá tự hào, tại vì các team sản phẩm của MB làm rất nhanh và lại mang tính chất xã hội cao, đó là vừa rồi chúng tôi có ra cái tài khoản thiện nguyện. Thế thì cái câu chuyện làm từ thiện thì mọi người đều biết là cần cái tính minh bạch rất là cao để đạt được, để tại vì người Việt chúng ta rất thích làm từ thiện, mọi người đều có cái tinh thần lá lành đùm lá rách, thế nhưng mọi người cũng yêu cầu cái tính minh bạch rất là cao. Thế thì vừa rồi MB chỉ rất nhanh thôi, trong vòng 2 tháng, tôi nghĩ không đến 2 tháng, 1 tháng rưỡi đưa ra cái tài khoản 4 số, tức là rất dễ nhớ. Thứ hai là khi ai đó kêu gọi thiện nguyện chẳng hạn, thì những người đóng góp thiện nguyện thể vào một cái đường link do người kêu gọi cung cấp, xem tiền ra tiền vào nào một cách công khai, tức là chúng tôi gọi là thiện nguyện minh bạch, tức là không phải hỏi sao kê nữa, tự khắc là sao kê nổi theo dây lên đó, tiền đến là có ngay chẳng hạn. Rồi thậm chí có những tính năng rất hay, ví dụ như là Ruby cần kêu gọi 200 triệu cho một chương trình thiện nguyện chẳng hạn, thì khi đủ 200 triệu tài khoản tự dừng không nhận nữa. Thì cái này nó rất rõ ràng, rất minh bạch, và thậm chí sau khi ví dụ chúng tôi đầu tiên tôi có mời chị Thái Thùy Linh đến để trải nghiệm thì chị rất thích, chị bảo là bây giờ cái sản phẩm này không, nếu nhìn từ góc độ minh bạch thì tốt, nhưng thậm chí nhìn từ góc độ những người kêu gọi họ rất là thích, tại vì họ không phải trả lời từng tin nhắn là tiền đã về chưa chẳng hạn, là mọi người cứ tưởng vào xem. Thứ hai là thực ra những người làm thiện nguyện nó không muốn nhận tiền thêm đâu, khi đủ 200 triệu rồi là họ sẽ chạy việc của họ, thế chuyển tiền thêm họ sẽ rất mất công để chuyển đi chuyển lại. Thế thì cái tính năng nhỏ nhỏ như vậy thì chúng ta cứ nói những sản phẩm to tát, nhưng chúng tôi tư duy rằng là một sản phẩm tốt khi đáp ứng được một cái nhu cầu rất nhỏ khách hàng thôi, từng tí một, thì khi đáp ứng được 10 nhu cầu nhỏ thì là một sản phẩm tốt. Thì hầu hết các sản phẩm nhỏ nhỏ kiểu như vậy tại MB thì tôi rất là tự hào. Wow, cảm ơn anh Trung chia sẻ. Cái sản phẩm về làm thiện nguyện đó mà được ra đời sớm một chút xíu là cũng có nhiều người nổi tiếng không có phải chịu bị ném đá trên cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Nhưng không sao cả, chúng ta còn làm thiện nguyện suốt cả cuộc đời đúng không ạ? Thì câu hỏi tiếp theo mà Ruby muốn dành cho anh Trung là chúng ta hướng về tương lai một chút. Anh nhìn thấy tương lai của ngành ngân hàng sẽ như thế nào? Và trong cái tương lai đấy, anh nhìn thấy vai trò của những công nghệ mới mà rất là lấp lánh như là AI hay như là blockchain, crypto, tiền mã hóa, thì nó sẽ đóng cái vai trò nào ở trong tương lai đó? Thực ra thì mình thì mình, mặc dù là MB làm chuyển đổi số rất mạnh, nhưng MB làm chuyển đổi theo hướng là mọi thứ xoay quanh trải nghiệm của khách chứ không xoay quanh công nghệ. Với MB thì AI hay blockchain hay bất kỳ công nghệ mới nào, nếu không làm tăng trải nghiệm thì đó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu chuyển đổi số của MB. Thế như vậy ngành tương lai của ngành ngân hàng nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng trong tương lai như thế nào. Chúng ta sẽ không đưa một sản phẩm công nghệ cao cho khách hàng không có nhu cầu, đúng không ạ? Thế thì trong tương lai tôi sẽ thấy những cái nhu cầu rất rõ rệt trong vài năm tới. Ví dụ đương nhiên với đại dịch Covid thì thanh toán không tiền mặt. Người bán giao hàng thì thay vì phải đưa tiền mặt thì làm thế nào mà hai bên có thể dùng QR code thanh toán xong rồi đặt hàng ở cửa rồi đi. Ta từng trải nghiệm nhỏ vậy nó sẽ xuất hiện nhu cầu trong xã hội và các ngân hàng phải dùng công nghệ giải quyết thay vì cứ nói rất nhiều thứ về AI, về blockchain. Đó, tới thế giờ chúng ta sẽ thấy những cái nhu cầu rất cơ bản. Ví dụ như là tôi đang sử dụng một phần mềm quản lý học sinh chẳng hạn. Muốn con tôi nhận được tiền học phí thông báo thì tôi không muốn phải chạy ra app ngân hàng để chuyển tiền, mà tôi muốn đồng ý một cái ngay ngân hàng chuyển tiền ngay tôi ngay tại thời điểm đó. Thì MB gọi là embedded banking, tức là ngân hàng nhúng. Tức là các bạn có thể thực hiện giao dịch ngân hàng mà không phải thậm chí dùng app của ngân hàng, chứ đừng nói ra quầy của ngân hàng. Thì cái này đã chúng tôi đã triển khai khoảng 2 năm nay, ví dụ như với phần mềm Misa, phần mềm rất nổi tiếng mặt kế toán chẳng hạn. Thế thì khi đội ngũ kế toán hạch toán về Misa thấy một khoản tiền thì họ chỉ cần thực hiện thao tác ngay trên Misa đã có thể gửi tiết kiệm ngay về MB được rồi, chứ không phải chạy qua MB làm một số thủ tục nào đó chẳng hạn. Thì câu chuyện đóng học phí cũng như vậy, phụ huynh nhìn thấy học phí thì chỉ cần ok là xác thực là tiền đi được ngay. Đó, thế thì cái câu chuyện embedded banking nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện là chúng ta sẽ thấy là ở trên thế giới đã có rồi, ví dụ như ở Singapore người ta DBS có khái niệm là bankless live more, tức là gần như ngân hàng thành vô hình. Tức là các bạn sẽ sử dụng dịch vụ ngân hàng mà không biết được là đang được ngân hàng nào cung cấp dịch vụ. Rồi thậm chí sẽ đến giai đoạn là các ngân hàng sẽ cung cấp các dịch vụ ngoài ngân hàng. Ví dụ như MB cung cấp tài khoản số đẹp, tôi nghĩ nó na ná hơn là mạng viễn thông, hơn là tài khoản ngân hàng chẳng hạn.
hoặc là nếu Ruby có app MB Bank thì bây giờ hàng ngày trong app nó có cái chức năng các bạn gọi horoscope đấy, tờ vào xem ngày hôm nay làm gì thì tốt, kiểu kiểu như vậy. Thế thì cái việc xóa như là ranh giới của các ngành do công nghệ nó sẽ xuất hiện và sẽ tập trung thiên vào trải nghiệm. Và công nghệ thì cái đoạn nào đáp ứng đến đâu thì các cái doanh nghiệp sẽ chọn đến đó, chứ không không cố đi gọi là vận dụng công nghệ một cách cực đoan. Ruby rất là thích câu trả lời của anh Trung. Và câu trả lời anh Trung giống với những nhà chiến lược kinh doanh mà Ruby hay có cơ hội được nghe hay được học hỏi. Đó là tập trung vào khách hàng và trải nghiệm khách hàng, đó là cái mũi nhọn, chứ không phải công nghệ là mũi nhọn, công nghệ chỉ để phục vụ cho tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế khi mà mình nói về nhìn vào tương lai để mình biết là xem xu hướng sẽ đi tới đâu, thì làm thế nào mà anh Trung và đúng không anh Trung biết là tương lai sẽ đi tới đâu? Anh Trung cũng có nhắc tới trong cuộc đối thoại này câu chuyện của một số công ty bên Trung Quốc rồi DBS ở bên Singapore, thì liệu đấy có phải một cách để anh nhìn ra được tương lai không, hay là còn những cái dữ liệu nào nữa mà anh và đội ngũ của mình thu thập để mình có thể dự đoán được tương lai một cách hiệu quả hơn? Thực ra thì nói dự đoán tương lai thì có vẻ không đúng lắm, tại vì phía MB cũng sẽ không cố dự đoán tương lai. Khi mình làm việc hoặc tìm hiểu các cái ngân hàng thành công của chuyển đổi số thì chỉ chủ yếu tìm hiểu xem là cái cách tiếp cận về mặt công nghệ họ như thế nào thôi. Tại vì khách hàng ở Trung Quốc, ở Singapore sẽ khác khách hàng ở Việt Nam, và giai đoạn phát triển của hai quốc gia sẽ khác nhau. Thế thì với MB thì thay vì dự đoán tương lai thì chúng tôi chọn một giải pháp là đưa sản phẩm ra một cách nhanh nhất. Trước đây thay vì 6 tháng là rơi vào là 2 tuần. Và lúc đó thị trường sẽ nói rằng chúng tôi đúng hay sai với sản phẩm đó. Đúng không ạ? Khi chúng tôi làm nhanh, sửa nhanh, đưa cho Ruby một sản phẩm, chúng tôi bảo không, cái này không hay, làm lại, thì tôi làm lại. Và khi Ruby đồng ý như vậy, chúng tôi sẽ chạy đến tương lai một cách nhanh nhất, chứ không phải chúng tôi cố dự báo. Thì cái tư duy làm sản phẩm nhanh đó chỉ có thể đáp ứng được nếu chúng tôi sở hữu và làm chủ được công nghệ. Ý ở đây là chúng tôi sẽ làm sản phẩm với tốc độ cao nhất và đưa ra nhanh nhất cho thị trường, và nuôi thị trường sẽ trả lời là cái dự đoán đó đúng hay sai. Nếu sai thì làm lại, không sao cả. Và khi chúng ta khả năng làm lại cực nhanh thì đến lúc chúng ta sẽ đáp ứng được đúng cái nhu cầu thật của tương lai, nhưng thay vì phải đi dự đoán. Ruby hỏi xoáy anh Trung vậy mà anh Trung cũng trả lời rất chuẩn luôn, không dự đoán tương lai. Đúng là không ai có thể dự đoán được tương lai, đúng không? Kể cả những chuyên gia về kinh tế học giỏi nhất ở trên thế giới họ cũng dự đoán chật lất. Đúng rồi, đúng rồi. Thì câu trả lời của anh Trung quay trở lại đúng những câu chuyện mà anh Trung vừa kể từ đầu tới giờ, là về việc xây dựng ra công nghệ lõi để mình có thể làm thí nghiệm rất là nhanh. Mình đưa ra hypothesis là một giả thuyết nào đó, sau đó mình làm thí nghiệm để thị trường trả lời, và sau đó mình tiếp tục phát triển trên những cái feedback của người dùng của thị trường. Hôm nay nói chuyện với anh Trung xong, Ruby học được rất là nhiều những tư duy mới liên quan tới chuyển đổi số của ngành ngân hàng, nhưng mà cũng rất nhiều tư duy cũng có thể áp dụng được across thông qua tất cả những cái ngành lĩnh vực khác, chứ không chỉ có ngành ngân hàng. Nó ra Hà Nội giảm phí cho anh. Ra Hà Nội giảm phí cho anh. Em hy vọng có cơ hội để có thể gặp anh Trung để lĩnh hội thêm nhiều những tư duy lãnh đạo và kinh doanh rất là thú vị. Về phần chuyển đổi số như vậy của MB Bank, không biết còn câu hỏi nào mà Ruby quên chưa hỏi và anh Trung rất muốn hỏi với nội dung này không ạ? Thực ra bọn anh không thích bị hỏi vì hỏi sẽ lộ rất nhiều thứ. Ruby thì nghĩ ngược lại, Ruby nghĩ là anh nên lộ ra để cho mọi người cùng học. Mọi người cùng học và thì cả cái hệ sinh thái của mình nó cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Về mặt kinh doanh thì anh chỉ thích lộ sản phẩm ra hơn là lộ ý đồ. Nhưng mà từ nãy giờ lộ nhiều thứ rồi đó ạ. Phần tiếp theo thì Ruby muốn chia sẻ và hỏi anh Trung một chút. Ngoài việc về chuyển đổi số và ngoài lĩnh vực ngân hàng thì anh Trung cũng là một trong những nhà lãnh đạo mà lãnh đạo một đội ngũ rất là lớn. Thì Ruby tò mò để tìm hiểu thêm về tư duy và phong cách lãnh đạo của anh Trung là như thế nào. Câu hỏi đầu tiên, thì Ruby có thường nghe một số ý kiến là những tập đoàn lớn, thì MB cũng được gọi là một tập đoàn lớn rồi đúng không ạ? Thì đổi mới thường chậm hơn so với SMEs và startup, bởi vì quy mô của mình lớn, nhân sự, số lượng nhân sự lớn, rồi mô hình vận hành của mình nó sẽ tinh xảo hơn, phức tạp hơn. Mà trong thời buổi hiện đại thì rất là nhiều những nhà chiến lược kinh doanh họ cho rằng là cá nhanh thì sẽ thắng cá chậm, chứ không phải cá lớn thắng cá bé. Thế thì anh nghĩ sao với góc nhìn này ạ? Cái thực ra tư duy lớn thì chậm mà bé thì nhanh là do cái đầu mình nghĩ thôi mà. Ruby thì nghĩ lớn thì chậm, nhưng anh thì nghĩ lớn là nhanh. Thế do ông lớn ông chạy 3 bước thì bằng ông nhỏ chạy 30 bước. Quan trọng là ông lớn có muốn chạy hay không thôi. Ông chậm tại vì ông không muốn chạy. Đấy, lý do thấy các tập đoàn lớn họ chậm tại vì chẳng qua họ không chạy. Còn khi các tập đoàn lớn với nguồn lực lớn như vậy, những con người đông đảo như vậy, nguồn lực tài chính lớn, thì việc họ muốn chạy thì chắc chắn họ chạy nhanh như ông nhỏ.
thì quan trọng là cách chạy thế nào thôi. Ví dụ chúng ta đi trên đá bóng, tất cả những cầu thủ to cao đều sẽ chạy rất nhanh, tại chân ta dài hơn chẳng hạn. Đấy thì đấy là do cái suy nghĩ của người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo cứ nghĩ to là chậm thì nó thành chậm, nhưng nếu lãnh đạo nghĩ nó to là nhanh thì chúng ta sẽ cách đi nhanh hơn những doanh nghiệp nhỏ khác. Một câu trả lời rất hay ạ. Thế thử thách lớn nhất của cá nhân anh ở trong vai trò là một nhà lãnh đạo thì là những thử thách nào ạ? Anh nghĩ là câu chuyện về văn hóa. Tại vì khi mà muốn làm chuyển đổi số, và thứ hai là cái việc triển khai nhanh, và thứ ba là bắt được cái nhu cầu của khách hàng từng nhu cầu nhỏ một ấy, thì nó sẽ không thể một người làm được. Và ông lãnh đạo thì không thể nghĩ được hết. Thứ hai, ông lãnh đạo đầu 8 sẽ không hiểu khách hàng đầu 9, cũng không hiểu khách hàng đầu 2000 được. Thì làm thế nào một cái tổ chức của mình đan xen được nhiều thế hệ cán bộ, và các cán bộ đấy đều có một cái văn hóa là lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ cho khách hàng ấy. Thì cái đấy là cái khó nhất. Tại vì nếu các bạn ấy không nghĩ cho khách hàng thì sản phẩm các bạn ấy sẽ không đáp ứng nhu cầu khách hàng. Và thiết kế sản phẩm thì không thể công việc của một người được, mà phải rất nhiều người. Đó thì với anh thì làm thế nào tạo một văn hóa để cho nhiều các cái lớp generation từ 8X, 9X thậm chí 2000 họ có một cái văn hóa tư duy là chỉ thuần về trải nghiệm khách hàng đầu tiên ấy, là cái khó nhất. Thế anh giải thích cái khó đấy như thế nào? Anh giải quyết cái khó như thế nào? Làm thế nào để mà đội ngũ của mình ám ảnh hoặc là rất là nghĩ tới khách hàng trong tất cả những công việc mình làm? Cái này thì thực ra trên thế giới cũng có một số cái tài liệu họ viết về cái câu chuyện này. Thực ra các công ty công nghệ họ giải quyết tốt hơn ngân hàng. Tại vì các công ty công nghệ có một cái phong cách làm việc họ gọi là first principle, gọi là cái dịch nguyên lý đầu tiên thì là dịch word by word, nhưng anh đang hiểu đó là làm việc theo đúng bản chất. Ví dụ hiểu đây là khi ngân hàng đối diện các bạn công nghệ thì là cần xử lý việc A thì sẽ là việc A. Nhưng khi ở ngân hàng đối với một cái trải nghiệm khách hàng thì trước khi có giải quyết cái việc A đó thì các bạn sẽ nghĩ là luật có cho phép không này, rồi thì rủi ro, thế là rất nhiều yếu tố. Xong cuối cùng thay vì nghĩ giải quyết việc A, các bạn giải quyết việc B, tại vì quá nhiều yếu tố nó tác động đến việc đó. Thế thì ở đây nó câu chuyện là thường xuyên đào tạo cái cách làm việc theo đúng bản chất, tức là ở đây chúng ta tìm cách giải quyết cái điểm mà anh gọi là pain point khách hàng, chứ không phải là làm việc theo cái quy trình nội bộ của MB hay là theo cái quy định của pháp lý. Rất nhiều cái việc như vậy, nếu chúng ta thấy khách hàng có pain point thì tìm cách giải quyết bằng được, thay vì nghĩ là chúng ta đã đáp ứng được các tiêu chuẩn nội bộ hay chưa. Thì cái cách làm này nó hơi ngược. Ngày xưa làm sản phẩm thì là ông lãnh đạo sẽ nghĩ ra anh có idea này, xong truyền xuống một dọc, xong ông cấp dưới thực thi về viết lách, xong thì kiểm tra với pháp chế với luật lệ chán chê, xong là đúng luật rồi anh ạ. Tôi anh ạ, xong chuyển cho ông lập trình. Ông lập trình lập xong ra một thứ thì thứ nhất là chẳng đúng ý ông lãnh đạo nữa, mà cũng chẳng đúng ý khách hàng. Tại vì ông bị làm quá nhiều người tác động. Thì ở đây các bạn trẻ sẽ được quyền tạo ra một cơ chế, các bạn làm một sản phẩm và đưa khách hàng dùng ngay. Và khi khách hàng đánh giá cái đó ok, ví dụ cái phần tài khoản số đẹp của MB thực ra không phải từ những lãnh đạo cấp cao đâu, từ những bạn chuyên viên hầu như không có kiến thức về ngân hàng. Thì bạn đề xuất, tại vì bạn là người dùng mà. Thế thì khi các bạn được chọn sản phẩm đó mà bảo anh thấy ok, cái này thị trường confirm ấy, thì lập tức toàn bộ lực lượng lãnh đạo sẽ phải xúm vào để cái thực thi cái ý tưởng đó thành hiện thực. Đó, thế thì lực lượng lãnh đạo sẽ chủ yếu tập trung làm thế nào mà khi thị trường validate hoặc là xác nhận cái idea của các bạn trẻ đấy là đúng ấy, thì khả năng thực thi của các lãnh đạo sẽ được phát huy. À, làm sao biến ý tưởng đấy thành một quy mô lớn. Đây là cách mà MB đang cố để tạo ra một cái lực lượng cán bộ kiểu như vậy. Và một lực lượng cán bộ mà trong đó ý tưởng thì đến từ tất cả mọi người. Đúng rồi. Tuy nhiên là cái first principle của nó sẽ xuất phát từ trải nghiệm của khách hàng. Chính xác. Đúng rồi. Và tiếp theo Huy còn vẫn còn tò mò hỏi anh Trung thêm một câu hỏi liên quan tới lãnh đạo nữa. Đó là đâu là những nguyên tắc về lãnh đạo mà anh sẽ không bao giờ thay đổi? Nó giống như núi Thái Sơn, nó đứng nguyên tại chỗ. Và đâu là những nguyên tắc mà anh sẽ rất là sẵn lòng để có thể linh hoạt ứng biến trong cái việc lãnh đạo của mình? Anh thì nghĩ rằng là cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi của anh thì là sẽ luôn luôn chấp nhận thay đổi. Tức lúc nào mình cũng sẵn sàng thay đổi. Có thể cái ngày hôm nay mình rất tin là đúng thì ngày mai có thể sai. Cho nên là mình cố làm thế nào để bỏ được cái suy nghĩ hôm nay là đúng. Như anh nói với em lúc nãy câu chuyện là nó do cái đầu của em nghĩ hết đi mà. Hôm nay mình cứ nghĩ to là chậm, nhưng ngày mai có thể nghĩ to là nhanh. Thì mình làm thế nào mình suy nghĩ cho nó phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh thì đấy nè. Cái nguyên tắc mà anh nghĩ là sẽ phù hợp trong những giai đoạn sắp tới. Bây giờ Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh cho anh Trung như thế này, để mọi người có thể biết về anh Trung dưới một góc độ đơn giản hơn, giản dị hơn. Thì điều đầu tiên mà Ruby muốn hỏi anh Trung đó là
Điều mà anh yêu thích nhất về công việc của anh là gì? Là lúc nào cũng đòi hỏi phải thay đổi rất nhanh. Tại vì như anh nói, tại vì đấy thì việc triển khai sản phẩm theo cái hướng để thị trường chứng minh thì đòi hỏi mình phải thay đổi rất nhanh những cái mà mình ngày hôm qua mình tin là đúng mà hôm nay thị trường trả lời là không. Cái cảm giác ấy rất tệ. Tại cả ngày họp hôm qua sau khi thống nhất là sản phẩm này rất tốt, ngày mai đưa ra test trên 2.000 khách hàng ai cũng chê ạ. Thì cái cảm giác nó rất tệ, phải vượt qua rất nhanh. Thì đấy là điểm mà anh thích. Wow. Thế điều gì truyền cảm hứng cho anh làm việc mỗi ngày ạ? Truyền cảm hứng chắc là khi anh nhìn thấy được cái bọn anh có một cái group khách hàng thân thiết của MB ở trên Facebook. Thì ngày xưa bọn anh luôn luôn tìm cách là đo xem là độ hài lòng khách hàng đến đâu, rồi rất nhiều công cụ đo, rồi thì dùng các chỉ số Net Promoter Score, rất nhiều cái gọi sách vở dạy bọn anh chuyện đó. Thế thì cái anh cũng làm thử rất nhiều thứ, nhưng cho đến khi bọn anh tạo ra một group khách hàng thân thiết trên Facebook, bây giờ khoảng 100.000 người thường xuyên vào, chỉ toàn nghe thấy người ta mắng, người ta chửi thôi. Ồ thế à? Nhưng lại rất thích, tại vì mình nghe được một khách hàng thật nói chuyện mà không phải qua bất kỳ lớp trung gian hay agency nào cả. Ngày xưa để mà test khách hàng thường thuê mấy ông gì gì đó Tây vào rồi gửi mình báo cáo, mình chả biết đúng hay sai. Nhưng bây giờ hàng ngày hầu như anh đều spend khoảng tầm tối thiểu 30 phút vào nghe. Một sản phẩm mới ra mà mình thấy khoảng 20.000 khách hàng vào có ý kiến thì rất là truyền cảm hứng. Tại vì một cái idea của mình mà đang làm do tác động đến một số lượng lớn khách hàng họ quan tâm ấy. Họ có thể vui, họ không vui. Đó, thế thì đấy là cái thứ mà truyền cảm hứng lớn nhất. Lần đầu tiên Ruby được nghe một người nói với Ruby rằng được nghe khách hàng chửi là một điều truyền cảm hứng. Rất hay, cái đấy rất hay. Thế những lúc mà anh cảm thấy stress thì anh sẽ làm gì? Thì nếu lúc đấy mà đúng giai đoạn nhận lương thì sẽ hết. Còn nếu không thì đi chơi thể thao. Ok ạ. Định nghĩa về thành công của anh là gì? Là kết quả nó có đúng như hoặc vượt cái kỳ vọng của mình hay không. Đó, thế thì nó không hẳn là kết quả về mặt tài chính. Đó là kết quả của việc mình lên kế hoạch, tính toán hoặc là tìm cách giải quyết một cái trải nghiệm hoặc một cái pain point ở đó khách hàng. Mà nếu nó đạt được đúng như cái mình mong muốn thì anh nghĩ đấy là thành công. Wow, cảm ơn anh đã chia sẻ đến với thành công. Và bí kíp để anh nâng cao hiệu suất làm việc là bí kíp nào ạ? Bí kíp yêu thích của anh? Thường thì cái bí kíp này và anh tổng giám đốc anh sẽ có. Tại vì anh ấy sẽ muốn, anh ấy là người muốn anh nâng cao hiệu suất nhất. Thế thì bí kíp có lẽ đặt mục tiêu rất là cao. Tại vì với MB bọn anh chẳng hạn thì 2017 khi mà bọn anh chỉ có 10 triệu giao dịch một năm. Một năm qua app của MB thời điểm đó thì bọn anh đã kế hoạch là 10 triệu một năm. Thì bọn anh đã đặt mục tiêu với nhau là sau 5 năm là sẽ có 1 tỷ giao dịch một năm. Wow. Và đến năm nay thì một tuần anh đã có 10 triệu giao dịch, là tương đương cả năm 2017. Và anh nghĩ là chỉ trong hết giữa 2022 là bọn anh có thể đáp ứng được 1 tỷ giao dịch một năm qua hệ thống. Thì cái đấy nó là một tham, anh nghĩ rằng để nâng cao hiệu suất thì có rất nhiều biện pháp, rồi rất nhiều người hướng dẫn, rất nhiều cuốn sách viết. Nhưng cái thứ quan trọng nhất là mục tiêu phải cực kỳ cao. Và khi mục tiêu cao thì mình sẽ tìm mọi cách để chạy đến mục tiêu đấy, thì tự nhiên hiệu suất nó tăng. Câu trả lời rất hay ạ. Và câu hỏi cuối cùng dành cho anh Trung, đó là nếu như anh có một cỗ máy thời gian và anh có thể quay trở lại gặp bản thân mình 10 năm trước, thì điều gì là điều mà anh sẽ khuyên cho Trung của 10 năm trước? Thì 10 năm trước anh chưa bao giờ nghĩ anh làm ngân hàng số. Tại chuyên môn của anh là đầu tư tài chính, anh là dân investment banker. Thế thì anh sẽ không được nghĩ là 10 năm nay anh lại rất yêu thích cái việc ngân hàng số như bây giờ. Cho nên nếu như mà anh có quay lại thì anh cũng sẽ nói với anh là đừng có tin thằng nào khuyên cả. Cứ tự đi thôi. Tại vì sẽ không thể lường trước được là 10 năm. Tại vì nếu 10 năm trước nữa mà anh quay lại, anh nói ông Trung thời điểm đấy là làm ngân hàng số đi, thời đấy làm gì đã có ngân hàng số. Và anh chỉ có anh chứng khoán suốt ngày với nhau thôi. Đó, thế thì có lẽ là mọi lời khuyên về tương lai nó sẽ không uổng. Vâng, đừng nghe khuyên về tương lai. Và đó cũng là một câu trả lời rất là hay, một lời khuyên rất tốt cho tất cả mọi người và cho cả Ruby nữa. Để khép lại chương trình ngày hôm nay, cảm ơn anh Trung đã dành thời gian cho chương trình và chúc MB Bank sẽ đạt được 1 tỷ giao dịch trong một thời gian rất là ngắn tới. Cảm ơn Ruby. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast.
Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé.